chào các bạn, và video này Thanh Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trang trí đề can Oracle 631 lên trên tường như thế nào. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu nha các bạn. Trước khi dán, để tăng độ bám dính của đề can với màn định vị, chúng ta nên vuốt lại một lần nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu dùng băng keo giấy cố định hai góc dưới nha các bạn. Các bạn ơi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo lớp đế ra nha. Để đúng kỹ thuật thì lớp đế này sẽ được kéo một góc 180 độ nha các bạn. Chúng ta bắt đầu tháo bỏ lớp đế ở mặt sau của đề can. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ lớp đế vừa mới tháo ra nha. Rất là quan trọng, cho nên chúng ta cần cẩn thận một chút xíu để tránh làm hư hỏng cái đề can của mình nha. Bây giờ thì mình sẽ dùng thẻ nhựa để vuốt đều tay lên trên cái đề can này, và từ giữa lên trên, từ giữa xuống dưới nha các bạn. Tiếp tục thao tác cho đến khi hoàn thành. Chúng ta đã hoàn tất được một nửa của đề can rồi, và còn một nửa còn lại thì các bạn chúng ta nhớ làm theo cách mình đã hướng dẫn như ban đầu nha các bạn. Vậy là chúng ta đã hoàn tất việc dán đề can trang trí lên trên tường rồi, và Huỳnh Anh sẽ vuốt lại một lần nữa để cho đề can nó sẽ bám dính hơn lên trên tường của mình trước khi tháo màn định vị nha các bạn. Giờ Huỳnh Anh sẽ bắt đầu tháo lớp màn định vị ra nha các bạn. Và để tháo đúng kỹ thuật thì chúng ta sẽ kéo lớp màn định vị áp sát một hướng 180 độ như thế này. Gỡ một cách nhẹ nhàng và đều tay. Vậy là chúng ta đã hoàn tất việc trang trí đề can dán lên trên tường rồi đúng không các bạn? Quá đơn giản đúng không nào? Đối với những cái mẫu đề can kích thước lớn hơn và nhiều hoa văn hơn, các bạn cũng có thể liên hệ với số hotline để được đội ngũ hoa văn đề can hỗ trợ. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào video tiếp theo.